Hai ngày của Yuri và các con ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Thúy xin chào cô chú anh chị quay trở lại với nhà Thúy Yuri ở Phần Lan. Em Moon đang ngồi chờ Thúy và Yuri đi chơi về và em vẫn ngồi tự chơi một mình như thế này và vẫn chưa phát hiện ra là mẹ đã về nhà. Cô chú anh chị ạ, vẫn cứ ngồi chơi ngoan. Rồi em Moon tự trèo lên đây lấy nước cô chú anh chị ạ. Now she learn by herself. Đó, tự lấy nước luôn cô chú anh chị ạ, tự bắt ghế luôn. Thì không biết là ai dạy luôn. Tự bắt ghế lên, tự lấy nước uống. Trời thương chưa? Cho bố đó, cho bố đó. Thương chưa? Em muốn giỏi quá. Rồi, uống xong chưa? Xong rồi xuống đi con, đừng đứng trên đó. Tự bắt ghế trèo lên, ghế cao quá. Em bé lùn tí chi, bé chi chiêu, bé chi chiêu. Rồi Vivi xuống đi. Hết rồi hả? Hết rồi hả? Cẩn thận không có dẫm lên cái đó té này. Xuống được không? Em xuống lên được, xuống được đó, chân quắc vào trong này rồi. Ghét đi cơm ghét. Trời ơi. She want everything and she want okay. Oh, anh Đạt thương chứ, anh Đạt giỏi quá. Thì có thể mượn con anh Khánh cho không đã? Có thể mượn anh Khánh cho không đã? Không được như thế đâu. Mách bên Đạt này. Mách với Đạt á, Mách với Đạt nhờ Đạt lấy cho đấy. Ghê chưa? Con thích dép siêu nhân, thì mai mẹ mua dép siêu nhân cho Moon nhá. Mẹ mua dép siêu nhân cho Moon nhá. Trời, mặc áo 2 dây rất là yêu, nhưng mà áo 2 dây mượn này. Con đi đôi đi, con đi đôi đi, cho em mượn này nhá. Cho em mượn như thằng đó, thì mấy bạn đâu ấy luôn nhá. Anh Khánh cũng đi bơi à? Cả. Của anh Khánh nè. Em muốn chở em Khánh luôn. Em muốn chở anh Khánh đi bằng cái gì? Bằng này. Bằng này á? Wow. Mấy qua đây luôn à. Em muốn ơi, quá đáng một vợ rồi. Ở lâu về bắt nạt anh. À, em muốn đẩy anh Khánh à? Giỏi chết, đúng rồi. Đúng rồi, hí, bi bi, giỏi. Rớt dép siêu nhân rồi. Anh Khánh thì hơn Moon nửa năm, thì hai anh em na ná tuổi nhau nên cũng rất là thích chơi với nhau. Nhưng mà em Moon thì kiểu như là hay nũng nịu hơn, anh Khánh thì ra dáng là anh trai hơn. Còn em Moon thì vẫn kiểu như là mình là em bé và kiểu rất là mít ướt và dễ bị tổn thương. Nhưng mà dạo gần đây là em Moon hay cứ đòi này đòi kia. Và Thúy đang tập cho em Moon là không được đòi kiểu như thế. Mặc dù là một thời gian đầu thì không có dễ dàng gì mà em bé nghe lời, nhưng mà nếu mình kiên trì thì mọi thứ sẽ khác hơn. Lúc mà Bon tầm tuổi em Moon bây giờ là Bon chuẩn bị lên chức anh hai. Và bây giờ Thúy nghĩ lại thấy em Bon lúc đó còn bé siêu siêu mà đã phải lên làm anh rồi. Nhưng mà em Bon rất là thương và ngoan luôn ấy. Cảm thấy rất là thương Bon nhiều hơn nữa. Biết học đâu ra luôn á, cái chân bầm dập hết rồi. Mặc áo 2 dây của ai đây? Mặc áo 2 dây của ai đây? Mặc 2 dây một con túng túng túng. Cái này là Superman. 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 Rồi em heo, chị heo đi với ho. Anh Đạt ngồi sau giữ Khánh, đừng có giậm lên đâu khó chứ. Ôi dồi ôi. Chị heo, heo qua đi với ho. Ôm chắc vào nha. Anh Đạt phải ôm chắc anh Khánh vào nha. Rồi ok. Không, em mua ở nhà, không đi đâu. À, ai ngồi đây, ai ngồi đây? Ai ngồi ở đây? Mẹ ngồi đây hả? Mẹ ngồi hả? Cho bà đi xe này. Bà ngoại đi xe kia kìa. Đi xe này nữa.
Đó, đi qua xe đi kia bà ngoại luôn. Sau khi mà nhà Thúy cho các cháu đi tắm rửa sạch sẽ các thứ thì Thúy chở anh Yuri đi dạo một vòng Hồ Lác và sau đó sẽ ghé mua bánh xèo. Đây mà đây là một tiệm bánh xèo rất là ngon mà trước giờ khi mà về Lác Thúy luôn ăn ấy. Đi đi anh. This is the best pancake in Lac Thao. Okay. Yuri đúng kiểu là đàn ông Phần Lan luôn cô chú anh chị ạ. Tại vì Yuri rất là thích kiểu như là miền quê, yên bình, yên tĩnh, không có ồn ào, xô bồ, không có tấp nập, náo nhiệt hay là kiểu quá là oi bức ấy. Còn ở quê thì bình yên, anh rất là thích luôn. Cô ơi, anh hỏi là cô làm bánh xèo ở đây bao nhiêu năm rồi ạ? 24 năm. 24 years. Wow. That's why the best in here. 2000, bây giờ 2024. Tại vì anh nghe con giới thiệu là bánh xèo ngon nhất ở huyện Bắc, cho nên là anh rất là tò mò. Con cảm ơn chú ạ. Yuri rất là thích ăn bánh xèo và Thúy nghĩ là anh có thể sẽ thích ăn bánh khọt nữa. Thì sẽ hôm nào đó thì sẽ dẫn anh Yuri đi ăn cả bánh khọt nữa cho vui. Thì anh rất là ghiền mấy kiểu món chiên như thế này. Baby cho mẹ miếng. Vinh thương mẹ không? Vinh yêu mẹ không? Vinh thương mẹ nhiều không? Không thương mẹ nhiều á? Không không. Vinh xinh có đi hả? Chú cái miếng ăn gì á? Ăn đi cái miếng như này. Em muốn ăn gì á cô? Ăn ăn kẹo kẹo gạo lứt à? Ok. Ok. À princess à? Ai là princess à? Ai? Ai? Ai là princess à? Ai? Em muốn hay là mẹ? À, mẹ ơi, đi ra ra. What? Đúng người gì vậy? Yuri về nhà là dọn dẹp tủ lạnh mấy rồi cô chú anh chị ạ. Rất là xinh luôn. Cái này mẹ cho con. Mẹ cho con nhá. Anh phải hỏi là cái gì chứ? So later put money and then go for the wedding. Thiệp mời đám cưới. Yuri Yuri biết cái này là thiệp mời đám cưới cho Yuri không chịu đi. Món này bánh xèo ngon không con? Ngon hả? Cái chén nước chấm của món này nè con. Hơi cay một tí. À không hả? Cay hả? Anh ba thì bánh xèo ngon không anh ba? Vivi, bánh xèo ngon không Vivi? Được rồi. Mẹ cuốn rồi mà. Cuốn rồi. Nè, từ từ cuốn nè. Rồi, Vivi tự cuốn tự ăn đi. Ngon không anh? Ông Vi cuốn đó hả? Vi giỏi chứ? Vi cuốn xong rồi hả? À,
mẹ quấn nha. Okay. Tối xong thì Thúy và Yuri sẽ đi chơi đám cưới cô chú anh chị ạ. Và hai em bé sẽ ở nhà chơi cùng với anh chị em. Sáng sớm Bon dậy sớm cùng với bà ngoại và chị Heo thì và Bon đang ngồi xem tiền của bà ngoại cô chú anh chị ạ. Bon đang ngồi xem coi tiền màu gì thôi. Cái đó số mấy Bon? Số mấy? Số 4. Số 2. Tí. Cái đó số 1, ba ơi. Số 2. Cái cùng cái số 1. Số 2. Đúng rồi, tiền nhật điều của cậu đó, trả lại cho cậu. Cái này số 4. Ừ. 4. Bố chỉ cho Bon dùng đũa đó Bon nhỉ. Bố dạy cho Bon á, Bon giỏi á, dùng đũa giỏi quá. Thôi rồi hả anh nhá Bon. Con chi cho mẹ làm nè. Rồi con thổi đi. Hôm nay tiệm phở gần nhà Thúy khai trương cô chú anh chị ạ. Thế là mọi người rủ nhau ra đây để ăn phở, vừa ủng hộ người trong xóm cũng như là để ăn sáng cùng với nhau luôn. Thì em Bon mới được tập ăn đũa nên bây giờ đã thích ăn đũa dần dần rồi. Và thì cũng đã mua cái đôi đũa tập ăn cho Bon nhưng mà Bon chỉ dùng ở nhà thôi. Đũa của Vivi đó thôi, Vivi dùng thìa nè. Vivi thì ăn cũng giống như đũa đấy. Trưa thì Thúy và Yuri đi ăn đám cưới ở trong xóm của chú anh chị ạ. Và cũng rất là vui vì mọi người ai cũng kiểu mến và quý Yuri hết. Và ai cũng nói Yuri rất là hiền và rất là dễ mến nữa. 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, 1! Bon vui không? Bon đi chơi vui không Bon? Đi với các chị vui lắm. Chơi ngoan nha. Con bấm. Hả? À con cũng còn bấm phía sau đó hả? Ô tô phía sau bấm còi á. Không, mẹ không có bấm. À mẹ không có bấm hả? Con chưa? Vivi sao? Hả? Vivi á, của Vivi á, cái gì của Vivi? Ngày hôm nay nhà Thúy đều có chương trình từ sáng đến tối luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi lần về Việt Nam là Thúy đều mong muốn được gặp lại tất cả các bạn rồi anh em họ hàng mọi người ấy. Cho nên là nhiều người thắc mắc là tại sao Thúy không đưa Yuri đi du lịch chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thật ra Yuri cũng rất là giống Thúy, là miễn sao mình có thể ở cùng với cạnh những cái người mình thân thương này, những cái khung cảnh quen thuộc là được này, không cần phải du lịch chỗ nào mà cao sang lắm. Mấy gia đình nhà Thúy sẽ ra bờ hồ Lắc để uống cà phê, tại vì đây là cái nơi mà thân thuộc nhất so cho mấy đứa ấy. Và các em bé cũng được mát mẻ ở đây nữa. Thì sau khi một uống cà phê ở đây và gom góp mọi người tập trung đầy đủ thì nhà Thúy sẽ di chuyển về lại phía trong chỗ gần nhà, ở đó có thể ăn và uống cùng với nhau. Mỗi năm gom góp đủ tiền mua vé Việt Nam thì bà thấy mọi thứ đều rất là khác, kiểu như mỗi năm đều có một chút khác một vậy á. Và mọi người ở đây đều có kinh tế phát triển hơn, cuộc sống ổn định hơn và no ấm hơn. Thì điều này cũng rất là vui và cũng kiểu cảm giác rất là mong mạnh. Bác có miếng cơm cho bé. Bây giờ nhà Thủy đi ăn cơm tối. Hả? Ăn được không? Lấy chén đi, con hạ lấy cho.
Muôn ăn giỏi quá, tự ăn nhá. Vừa ăn vừa nhảy đó. Bọn ăn xong mẹ lấy thêm cơm nhá. Bọn ăn bún xong mẹ lấy ăn cơm nhá. Hai con ăn bún nữa hay ăn cơm? Rồi cảm ơn em. Tấm ăn giỏi quá. Trời, Vivi ăn giỏi quá. Nhóm bạn có thấy cũng có những người đi nước ngoài, những người đi lấy chồng ở những tỉnh khác ở ngoài Bắc hoặc ở trong Nam. Và cũng không dễ gì mà cái dịp mà không phải dịp Tết mà mọi người vẫn có thể về gặp nhau như thế này. Thực sự rất là vui luôn vì nó rất là khó để gặp nhau. Tại vì bây giờ ai cũng có gia đình riêng của mình rồi. Nhưng mà đó cũng là một cái may mắn khi mà nhà Thí về chơi và được gặp mọi người như thế này. Cho nên đối với Thí như thế này cũng là hơn cả được đi du lịch luôn cô chú anh chị ạ. Và mỗi lần về Việt Nam thì là mỗi lần mình phải tiết kiệm tiền để mua vé máy bay. Và sau khi mua vé máy bay thì ở nhà là đã là hạnh phúc rồi. Chỉ là nếu mà có đi du lịch thì sẽ tranh thủ những nơi mà tiện đường để đi thôi. Thí cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video và hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ nhà Thí Yuri và hai em bé. Chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.